Với các bà nội trợ khi chuẩn bị mâm cơm, bên cạnh những món ăn thì nước chấm là một trong những thử thách lớn không phải phụ nữ nào cũng có thể làm được. Cũng từng ấy thứ mắm, muối, giấm, đường, ớt thôi mà không biết làm thế nào cho vừa miệng, hoặc đã pha rồi thì nếm đi nếm lại cũng không rõ thiếu vị gì. Có câu, sách hay dạy cho từng này mắm, từng kia giấm, đường để đúng tỷ lệ, nhưng làm như vậy máy móc mà không chắc đúng khẩu vị của mình. Quan trọng nhất trong pha nước chấm vẫn là cảm nhận. Thứ nhất ta phải nói đây là kinh nghiệm ngàn đời nó mới ra được loại nước chấm nào. Chứ không phải tự nhiên mà bây giờ ta có loại nước chấm đó. Không ai sáng tạo ra được, phải hàng nghìn đời nay cha truyền con nối người ta quen với cái chuyện đó. Thứ hai là nguồn thực phẩm sẵn có. Ở cái vùng đó nguồn thực phẩm là gì? Có nơi thì mắm cay chứ bởi nước mắm. Thì do cái nguồn thực phẩm. Thứ ba là tập quán ăn đũa của một số dân tộc mới có cái việc chấm. Còn không ăn đũa thì thường người ta không chấm mà người ta pha chế làm các nước sốt đổ lên thực phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, đất nước Việt Nam của chúng ta không chỉ được biết đến với những cảnh đẹp, với những danh lam thắng cảnh, không chỉ được biết đến với những con người giàu lòng nhân hậu, mến khách, mà còn được biết đến bởi một nền ẩm thực rất phong phú và đa dạng. Ẩm thực Việt Nam được chất lọc qua bao đời với kinh nghiệm của những người nội trợ. Và trong đó những món ăn từ những món luộc, món nấu, món nướng, món rán, tất cả đều được hòa quyện đối với những hương vị nước chấm. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành trọn vẹn thời lượng để cùng chia sẻ với quý vị và các bạn về cách pha nước chấm theo tỷ lệ vàng, theo từng món ăn mà chúng tôi xin được giới thiệu đầu bếp Phạm Văn Thành sẽ cùng chia sẻ với chúng ta về những bí quyết để có thể có được những món ăn ngon nhất. Vâng, xin chào đầu bếp Phạm Văn Thành. Chào chị. Vâng, trước hết thì xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Anh có thể chia sẻ với khán giả truyền hình là tại sao chúng ta lại có nhiều loại nước chấm đến vậy không ạ? Mình đất nước mình rất nhiều phong phú và đa dạng, đặc biệt là nước mắm thì đã đi vào linh hồn của con người Việt Nam rồi, và mỗi bữa cơm của gia đình thì không bao giờ thì có thể thiếu được bát nước mắm chấm. Vâng, cái loại nước chấm mà chúng ta đang nhắc đến ở đây thì tôi biết rằng nó được làm nên từ không phải là quá nhiều các loại nguyên liệu. Ví dụ như là trên bàn này tôi có thể nhìn thấy đường, nước mắm, muối, mắm tôm, một chút chanh, ớt hay thì là. Thế nhưng mà có phải là từ những nguyên liệu này thì chúng ta có thể chế biến ra được rất là nhiều những cái loại nước mắm khác nhau đúng không ạ? Đúng rồi, những nguyên liệu như thế này rất là đơn giản và ta sẽ chế biến ra khoảng được 3-4 loại nước chấm khác nhau. Vâng, thực ra là với một người nội trợ như tôi chẳng hạn, ở nhà khi mà tôi chế biến ví dụ chỉ đơn giản là thịt luộc thôi hoặc là cá hấp chẳng hạn, nhưng mà tôi cũng phải nghĩ là hôm nay mình sẽ phải nấu xong thì sẽ phải làm loại nước chấm gì. Vậy thì hôm nay anh Thành có thể vui lòng giới thiệu với khán giả của chương trình Ngon và Lành trên kênh VTC14 những cái loại nước chấm. Và tôi biết rằng là nghe thì có vẻ là rất là đơn giản, vâng, nhưng mà tỷ lệ để pha chế làm sao cho ngon nhất, làm sao cho đúng, cho đủ độ nhất thì không hề đơn giản chút nào. Vâng, anh có thể vui lòng giới thiệu với khán giả được không ạ? Bây giờ tôi sẽ giới thiệu một số loại nước chấm nước mắm để tôi sẽ làm một số món như cá và thịt và nem nước chấm. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, đầu tiên thì tôi và đầu bếp Phạm Văn Thành sẽ cùng giới thiệu đến với quý vị và các bạn những cái loại nước chấm để chấm với thịt luộc. Có lẽ là đối với mỗi người Việt Nam thì thịt luộc là một cái món ăn mà vô cùng là quen thuộc và là một món ăn được dùng hàng ngày trong mọi bữa cơm gia đình. Thế nhưng mà khẩu vị như thế nào và cách chế biến chuẩn ra sao thì bây giờ anh Thành sẽ giới thiệu ạ. Anh Thành ơi, tất cả những cái nguyên liệu để làm cái nước chấm thịt này thì như thế nào ạ? Nguyên liệu thì nó cũng rất đơn giản, nước mắm, bởi vì tùy từng khẩu vị của mỗi người, có người thích chấm nước mắm và người thích chấm gia vị chanh ớt, người thích chấm mắm tép. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử một hai loại nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ pha nước mắm nguyên chất về để chấm thịt luộc, bởi vì bản chất thịt luộc nó đã ngọt và nó sẽ thanh nhạt, để mình chấm nước mắm làm sao cho nó đậm đà để cho nó ăn với bữa cơm cho nó ngon, ngọt ngào.
Vâng, tôi nghĩ là với một cái món luộc thì nó không mất đi được bất kỳ một cái hương vị nào rồi, cho nên là nó sẽ dậy được lên cái mùi đậm đà của nước mắm đúng không ạ? Vâng. Có lẽ là rất là nhanh thôi, rất là nhanh chóng Vâng. thì cái nước chấm này nó đã được hoàn thành rồi. Vậy thì cái bí quyết quan trọng nhất trong việc pha chế nước mắm này là gì ạ? Cái bí quyết quan trọng nhất là khi mình chọn cái nước mắm nó phải là đạt tiêu chuẩn hay như nước mắm Phú Quốc, nước mắm Nam Ngư chẳng hạn, Chin Su, để làm sao để nó có hương vị đậm đà. Nên mua ở nước mắm ở các cửa hàng đại lý lớn để tránh hàng giả. Đây là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha nước chấm cá làm sao để cho nó thơm ngon. Mình nguyên liệu của mình sẽ gồm có là ớt và chanh, đường, tỏi, nước lọc và một chút giấm để làm sao cho nó nhạt bớt đi khi mình ướp cá nó đã đậm đà, để cho miếng cá mình ăn nó phù hợp với cái nước chấm của mình. Ở đây thì tôi thấy là anh còn chuẩn bị cả rau thì là nữa, không biết là nó có phải là sự khác biệt giữa nước mắm chấm cá và các loại nước mắm khác không? Vâng, nước mắm chấm cá thì phải có thì là để cho nó dậy mùi thơm lên, để chấm để hòa quyện vào miếng cá mình ăn, để cho nó vào cho nó bớt giảm bớt cái độ tanh của cá đi. Vâng, tôi cũng biết là thì là một loại rau mà có mùi rất là thơm và rất là đặc trưng, khi ăn kèm thì dường như là có cá là phải có thì là đúng không vâng. ạ? Cái điểm riêng biệt của cái loại nước chấm cá này là gì ạ? Nước chấm cá này là nó sẽ nhạt và nó sẽ có vị thanh, vị chua ngọt để làm sao hài hòa với cá để cho nó ăn cho nó ngon. Còn người miền Bắc mình sẽ ăn nhạt, không độ ngọt bằng người miền Nam. Người miền Nam có thể họ sẽ ăn ngọt hơn. Còn người miền Trung thì họ sẽ ăn sẽ đậm đà và là nguyên chất của nước mắm. Vâng, rõ ràng là với một cái món cá nướng như thế này, khi mà chấm cùng với cái nước mắm mà nó lại có sự hòa quyện rất là dậy mùi của gừng, tỏi, ớt và thì là, thì có lẽ là cái mùi tanh của cá sẽ được át đi rất nhiều. Vâng, đúng rồi, nó sẽ không còn vị tanh nữa, nó sẽ dậy lên mùi thơm của vị cá nướng. Trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục với loại nước chấm nem. Có lẽ là nem là một món ăn rất là truyền thống, và ở Việt Nam thì mỗi miền lại có những loại nem khác nhau, theo từng vùng đặc trưng, theo từng những đặc sản, sản vật của từng địa phương đó. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái công thức nước chấm nem cho một món nem chung nhất, đó là nem rán, giống như của người miền Bắc. Anh Thành này, có một cái tỷ lệ nào để có thể chúng ta biết được để có thể làm được cái món nước chấm nem không ạ? Một tỷ lệ cụ thể về các loại gia vị ạ? Mình có một tỷ lệ rất cụ thể, vì trong nem nó sẽ bao gồm là rất nhiều các loại gia vị và các đồ để trộn hỗn hợp với nhau để quấn thành một cái nem như hiện tại như bây giờ. Và mình sẽ làm một cái nước chấm nem nó sẽ nhạt và có độ chua ngọt. Vâng. Cụ thể thì bây giờ mình sẽ lấy bao nhiêu phần nước mắm, anh có thể thao tác luôn được không ạ? Đầu tiên sẽ khoảng là 1,5 muôi nước mắm ạ. Sau đó 1/2 muỗng thìa đường. Xong đó một chút giấm.
Thế tại sao món ăn này mình lại dùng cả giấm nữa? Tôi nghĩ là sẽ có chanh đúng không ạ? Vâng, nhưng mà món ăn này sẽ dùng giấm nên nó sẽ thanh hơn, để cho phù hợp với cái nem của mình. Vâng, bởi vì bản chất có lẽ là nem thì cũng đã có nhiều mỡ, nhiều dầu để khi chúng ta chiên rồi đúng không? Vâng. Chị chém muốn cho cái tỏi mà nó không bị nâu vàng. Có vẻ tôi thấy là tất cả những loại nước mắm thì đều có ớt đúng không ạ? Vâng, bởi vì nước mắm mình mỗi bữa cơm thì hầu như là không thể thiếu ớt được, vì nó sẽ làm thêm một chút cay đi để cho nước mắm nó sẽ ngon hơn, đậm đà hơn. Vâng, và tôi cũng biết là có những người trong bữa ăn mà không có ớt thì không ăn cảm thấy rất là nhạt nhẽo luôn. Vâng, họ sẽ không ăn được cơm. Có vẻ như là khi mà trong nước mắm, nếu đối với nước mắm chấm cá mà có thêm thì là, còn cái loại nước mắm mà chấm nem chúng ta cho thêm cà rốt này, su hào và dưa chuột thì có vẻ như thêm một chút rau củ đúng không? Vâng. Và trong cái nước mắm thì nó sẽ khác biệt. Tại sao thế ạ? Để cho mình khi nem nó chiên lên rồi thì nó sẽ rất nhiều dầu, bám dầu vào, mình cho một ít rau củ quả vào để ăn để cho nó giảm đi độ ngậy của dầu, độ béo. Các bạn biết không, người Việt Nam thì còn có một món ăn rất là ưa thích, đó là bún đậu mắm tôm. Mắm tôm thì tôi đã từng đi nhiều nơi và tôi thấy rằng là ngay cả ở những cái khu du lịch, những cái khách nước ngoài thì họ cũng rất là thú vị, rất là cảm thấy thú vị đối với cái món ăn này của người Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là vậy thì pha chế mắm tôm như thế nào thì là chuẩn. Anh Thành ơi, bây giờ chúng ta sẽ cho các nguyên liệu như thế nào? Chắc chắn là phải có mắm tôm đúng không ạ? Chắc chắn là có mắm tôm, và mình sẽ cho đường với mì chính và dầu ăn với chanh để mình làm nên món ăn, vì mắm tôm bản chất của nó đã mặn rồi, mình làm sao phải cho nó nhạt để pha nước chấm cho những món ăn, một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề dễ dàng chút nào. Nhưng mà hy vọng rằng qua chương trình Ngon và Lành của chúng tôi ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã có thêm cho mình bí quyết để có thể pha chế được những loại nước mắm phù hợp, những loại nước chấm phù hợp với từng món ăn. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn đầu bếp Phạm Văn Thành đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.